Bánh tráng trầm trồ. Lâu quá. Nếu mà bị xiên thì nướng ở ngoài. Bây giờ có cái máy này nướng ở trong luôn. Đó, nãy Bi có mua bánh mì. Mẹ Bi làm salad dâu, dâu với lại táo xanh á, với lại chút chế nước chấm vô, nước trộn salad. Mẹ Bi có làm cái gì? Chè trôi nước, nhưng mà mấy đứa nhỏ nó khoái ăn mấy cái dai dai á, nên mẹ Bi chỉ làm mấy cái viên dai thôi. Đây là rau ôm của mẹ Bi nè. Sao mày dính này đây này? Đây. À. Giờ biết tự chạy xe hơi rồi. Wow. Biết tự đạp ga. Thắng. Chị chú biết chị phải chạy chứ. Mẹ Bi dẫn quay đi chơi. Dẫn quay đi chơi. Con tóc là con cột tóc dừa. Con cột bíp bíp rồi đi không con. Ờ, đi có bíp bíp hả? Có nhạc không? Có nhạc nữa không? Quá, đổi nhạc khác được không? Chích 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 chích. Ngon. Đứa lột đứa ăn.
Em đi ăn đi cho nó bớt lại, đi cho không có nhiều. À. Kìm. Hello mọi người. Bây giờ thì Vi sẽ cái này là gì? Wow. Hoành thánh. Với lại thêm cái này. Tại vì tự nhiên thèm cái hoành thánh của cái tiệm Trinh Tài Phân. Cái tiệm đó thì luộc cái hoành thánh đó là luộc xong rồi mình pha với lại nước tương với lại dầu này kia, cái mình ăn khô á, không có ăn với nước súp, nhưng mà mình ăn cái kiểu cái đó của gì ta, tàu hả ta. Thì tự nhiên thèm nên là hôm nay làm thử, đây là lần đầu tiên mà mình làm thử cái đó luôn, không biết có ngon hay không. Bây giờ thì Vi sẽ bắt nước xong rồi luộc cái hoành thánh này trước. Cái này là hoành thánh mẹ anh Khoa cho. Vẫn còn bữa ăn một mớ rồi. Hello. Hello. Sao? Làm xong chưa? Rồi, bây giờ về đây. Đuối luôn bây giờ. Nếp. Cái gì? Gì? Ăn bắp nếp chứ gì? Bên đây cũng có nè, thấy chưa? Mà đông đá. Này bỏ mai con quay ra không? Gì không? Gì không? Gì? Luôn mọi người. Sạch bắp. Ăn cũng ngon nha. Đêm nếm vừa ăn nha. Tôi đang tính mua headphone không dây của Apple. Tại hôm bữa mẹ ông doctor có cho ba cái thẻ của Target nên là chắc là cuối tuần này Bi sẽ đi Bi mua headphone đó. Ở Apple thì nó bán tới 249 đồng, nhưng mà ở Target này nó đang sale 50 còn 200. Tại vì Bi mua cái AirPods Pro, cái Pro thì nó mắc hơn là cái bình thường. Trong đây thì Bi có mỗi thẻ là 25 đô, bù vô 100 mấy. Nếu mà ai mà có thẻ của Target đó thì được giảm thêm 5% nữa. Tại vì Vi nghe cái này nè, nhiều khi nó hơi bất tiện chút. Nếu mà cho nó ship thì cuối tuần này thì Vi sẽ nhận được. Thật sự mỗi lần mà Vi muốn cái gì là Vi muốn có liền cho mình được.
cái tiệm đó nó cũng gần ở đây, gần cái nhà chỗ nhà mình ở luôn. Nói chung là cái target thì nó có tùm lum chỗ hết đó. Order pick up, nếu mà hôm nay order mà để đi chỉ đi đến đó rồi lấy thôi á thì là mai 147 đồng 75 xen mai lấy. Có gì mai bị sẽ unboxing. Ok, mai bị tới đã bị lấy. Order pick up có nghĩa là mình order, người ta sẽ chuẩn bị sẵn, người ta đem ra một cái chỗ đó để sẵn, xong mình tới mình đưa người ta cái receipt ở trên phone nè, cái số mà mình order thì người ta sẽ lấy ra liền cho mình luôn, mình khỏi cần phải đi vô đó rồi trả tiền tại mình đã trả xong rồi. Ngồi nhà cũng tốn tiền các bạn ha. Ngồi nhà hay là đi làm, nhiều khi vô chỗ làm ngồi mà tại vì ngồi trên máy vi tính computer nè, cứ coi này kia coi này kia coi cái chết cha, ngập đụng mấy cái mà mình muốn mua này kia cái rồi cũng tốn tiền, nên là nhà có hai đứa mà rất là nhiều đồ, phải chi có người nào mà edit giùm cũng đỡ. Nhưng mà bây kiểu nói vậy thôi, nhưng mà Bi lại muốn là tự tay mình edit những cái video của mình quay á. Tại vì mình nhiều khi mình muốn nó theo ý mình á, nên là cũng hơi khó để cho người khác làm giùm mình. Nên là mình mệt. Anh vô rác lên nè. Hả? Anh vô rác lên nè. Sao? Bánh tráng trầm trộn. Bánh tráng.
$5 your way menu at Burger King. Baby, you could keep me going, 'cause you've been everywhere. Let me take up all the love you're showing. I need it more than air. And you know that I've been suffocating. You could be the one to help. But my issues are nauseating. I don't wanna bring you down. I just wanna be free from the freak. Feel love for the first time. I just wanna love something about me. See something to open my eyes. Don't wanna be the only one with a house key. Have something I'm proud of. I wish we were living in my dreams, 'cause in another world you'll come with me and we'd be out of sight, out of mind. Driving windows down with your hand in mine. Out of sight, out of mind. Out of sight, out of mind. Baby, you could keep me happy, but you've been on the road. Oh, I've never needed love so badly. I'm feeling so alone. Hàng gì? Mở ra giùm đi. Nam. Đúng vậy. Giật luôn hả? Ủa? Teamwork. Cái bình thường là nó dài hơn hả? Còn cái này nó dài bề ngang. Thấy con tấn của ba. Nhẹ hả? Sai hả? Dây điện thoại phải không? Ừ. On chơi vậy không biết nè. Lúa. Không biết sao. Rồi làm sao? Connect. From your telescope, take me on this journey home. I don't wanna wait no more. Take me down behind the moon. Tell me you'll be on the soon. I don't wanna wait no more. We could be dancing in the stars. We could be floating all the way. As long as I'm safely in your arms. Silicone. Mới ăn xà lách cà chua với lại gà chiên. Bữa đi Costco thì có mua cái này hạt chia với lại mua organic superfood. Cái này là bột. Hồi sáng này bị có uống thì cái vị nó cũng
nói chung là cũng ok. Cái vị nó giống như là oatmeal vậy đó. Nó cái mùi vị á. Nhưng mà uống cũng ok. Bi bỏ vô cái sinh tố mà mỗi sáng Bi xay á. Này nguyên bịch bự luôn. Cái bịch này là 3 pound. Bữa Bi mua là 18 đồng mấy, chưa thuế. Của nó này. Nó nhìn này. Mở mua gì quên rồi. Gì? Tao lấy ra hết đi nhờ. Thôi mua cái gì? Để ra cái này. Chú Huy thử đi con, cái nào là thơm là của mình, còn cái nào không có thơm thì trời ơi. Ghê không? Không. Fish là của em. Cái mùi fish thơm y như kẹo fish. Bữa em đốt đang cài nguyên nhà nghe mùi giống như mùi cà. Vậy xong. Này. Bữa nào lấy qua đốt thử. Ừ. Cái này mùi hoa. Giá em mùi cherry. Cái này giá em mùi cherry. Cái này giống như cái mùi cái mấy cái rổ mà hay bỏ trong toilet. Thấy đâu nha mày. Nó thử cái này. Cherry. No. Bỏ ra hả mày biết. Không biết không? Mẹ. Mẹ. Mở ra đi. Mở thùng đông nó lộn. Tại trong nó đâu có label đâu. Thơm không? Thơm hả? Mở ra một cái. Đây là mở ra lấy một cái. Hả? Xong được. Nó cho thử cái này. Có hợp ấy. Đầm hơi rộng nè đúng không? Với nó đẹp. Rộng còn. Tóc nó thẳng. Ừ. À mới cắt tóc đúng không? Nhìn là biết ngay. Cắt tóc nó cũng nói. Tóc dài thon nghe. Cắt dài nhưng mà. Với nó thẳng. Ừ. Thì ba nó cũng nói là không có được cắt nhiều. Không có thể nào cắt. Được cắt. Yeah, ok đi cho nó trẻ trung. Khói em cho dài. That's why I call them trust issues. Trust issues.